Sáng nay, kênh TVRI National của Singapore đã phát đi một thông báo khẩn cấp đến toàn thể người dân Singapore. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, kênh này khuyến cáo toàn dân nên tắt hết các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính bảng và cả TV có kết nối sóng vệ tinh Internet trong khoảng thời gian từ 0 giờ 30 đến 3 giờ 30 mỗi giờ Singapore GMT cộng 8, tức 1 giờ 30 đến 4 giờ 30 sáng tại Việt Nam. TVRI National cũng giải thích rõ trong khoảng thời gian này hành tinh chúng ta sẽ chịu một bức xạ cực mạnh từ mặt trời chiếu thẳng xuống trái đất. Điều này sẽ làm ảnh hưởng lớn đến các thiết bị điện tử. Nếu cùng lúc sạc hoặc sử dụng điện thoại thì nguy cơ cháy nổ các thiết bị cao gấp nhiều lần bình thường. Trước đó, cơ quan vũ trụ NASA cũng gửi thông báo khẩn cấp về cơn bão mặt trời đang bao trùm lên trái đất. Đây được coi là cơn bão mặt trời có cường độ mạnh nhất trong vòng 12 năm qua, tương đương hàng triệu quả bom nguyên tử 100 megaton phát nổ cùng một lúc, trái đất sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các chuyên gia nói rằng bức xạ do lửa mặt trời lần này sẽ làm hỏng vệ tinh, thiết bị điện tử và hệ thống điện lưới. Nó còn gây ra một loạt ánh sáng cực quang ở bán cầu Bắc. Hơn hết, trong khoảng thời gian trái đất chịu đợt bức xạ, các thiết bị sẽ sản sinh ra lượng nhiệt cực cao khi các thiết bị này cố gắng kết nối với nguồn điện cũng như các dịch vụ vệ tinh. Nếu vượt qua mức độ cho phép, các thiết bị sẽ nóng dần lên, sau đó sẽ xảy ra tình trạng cháy nổ khó kiểm soát, ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng. Cơ quan vũ trụ NASA trước đây đã thông báo về việc phát hiện một vết đen rộng 120.000 km trên bề mặt mặt trời. Đây cũng chính là nguyên nhân tạo ra bão mặt trời khiến toàn trái đất hoàn toàn chìm trong bóng tối. Vết đen có kích thước gấp 50 lần trái đất và thổi gió mặt trời mang bức xạ, vốn có thể gây nguy hiểm đến môi trường con người. Tuy chưa có một thông báo chính thức nào từ cơ quan chuyên trách của Việt Nam, tuy nhiên chúng ta nên tự bảo vệ bản thân bằng cách tắt nguồn các thiết bị di động, rút điện các thiết bị điện tử gia dụng không cần thiết và tránh xa các thiết bị này theo như thông báo khẩn do truyền thông Singapore khuyến cáo, cụ thể là từ 1 giờ 30 đến 4 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 9 năm 2017 theo giờ Việt Nam.